Thưa quý vị, trước khi lên truyền xin phép quý vị để nghỉ 50 phút thì thật sự giờ chót Thanh Tuyền về đây và Thanh Tuyền quyết định sẽ làm một cái live show ngày 16 tháng 12 tại Rạp Hòa Bình. Thật sự khi mà Thanh Tuyền làm cái suy nghĩ làm cái chương trình này là tại vì nó đột xuất và Thanh Tuyền phải làm. Bởi vì về tới đây thì Thanh Tuyền thăm người thầy của Thanh Tuyền, tức là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thưa quý vị biết là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có những nhạc phẩm mà quý vị chắc là mơ nhiều quên, khi chiều mưa biên giới sắc phong hình nhớ nhiều bài lắm. Nhưng mà thầy của Thanh Tuyền bây giờ rất là yếu và cũng không biết người ta nói không. Ta kêu là sân đảo bệnh tử mà. Cho nên Thanh Tuyền quyết định làm một cái live show tại Hòa Bình ngày 16 tháng 12 để mà tri ân người thầy đã cho Thanh Tuyền có cái tên trong cuộc đời này, đã dìu dắt Thanh Tuyền từ những lúc đầu bỡ ngỡ, từ ở Đà Lạt về. Cho nên Thanh Tuyền phải trở lại và làm một cái live show đó. Và cái cầu mong rằng ông đủ sức để mà ngày đó ông ngồi để coi đứa học trò, tức mà ông dìu dắt 17 tuổi và ngày hôm nay đứng trên sân khấu. Tại vì Thanh Tuyền mời Mai Hoa mấy lần rồi, cách đây 4 năm thì về mấy lần mà thầy không có đi được. Thì hôm nay Thanh Tuyền về thì thấy sức khỏe của ông cũng yếu mà ông không bao giờ, ông có rất kín đáo, không bao giờ muốn cho ai biết hết. Cho nên khi thăm thầy thì Thanh Tuyền quyết định ngày 16 tháng 12 và cái cầu mong ngày đó thầy mình sẽ nhìn đứa học trò, tại vì ông chưa bao giờ coi Thanh Tuyền hát trên sân khấu. Tại sát trước 75 là Thanh Tuyền đi hát ông không có thời giờ, mà tới bây giờ chưa hề coi đứa học trò mà mình diễn trên sân khấu. Và Thanh Tuyền muốn làm một cái điều đó, bởi vì quý vị biết các trung tâm ở bên hải ngoại, những trung tâm lớn muốn làm cuộc đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà ông không bao giờ nhận lời, bởi vì ông không muốn rời quê hương Việt Nam. Từ ngày từ 75 tới bây giờ ông vẫn mãi ở Việt Nam. Cho nên Thanh Tuyền mong rằng nếu mà ngày hôm đó quý vị có thời giờ thì tới cùng chia sẻ với Thanh Tuyền cái tâm trạng của một người học trò nhớ thầy của mình ngày 16 tháng 10 tháng 12. Thanh Tuyền xin trở lại đây. Cảm ơn con Hiền. Bây giờ thầy ta bây giờ Thanh Tuyền thật sự nó không muốn bước vào sân khấu, phải nói như vậy. Tại vì cái thời gian nó ngắn quá, mà sau khi Thanh Tuyền hát đây thì 4 giờ Thanh Tuyền phải chuẩn bị ra phi trường để đáp chuyến bay về Mỹ, bởi vì ngày mai Thanh Tuyền có ngày thứ bảy Thanh Tuyền có show tại Mỹ, ngày chủ nhật có show tại Mỹ, cho nên không có thời giờ. Cho nên nó cũng buồn lắm. Mỗi lần mà gặp quý vị đó chỉ muốn trút hết những cái gì tình cảm của mình để nói với tất cả quý vị. Thanh Tuyền còn thở được, còn sống được ngày hôm nay. Gia đình Thanh Tuyền có được mọi đại sự đầy đủ cũng do tình thương của tất cả quý vị. Thanh Tuyền biết ơn quý vị rất là nhiều lắm quý vị ơi. Cho nên thôi, trước khi ra sân ra nghỉ 5 phút thôi, giờ tôi muốn hát bản nữa bạn.